Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi đá banh tiếp nào. Đúng rồi, là chơi cái tựa game Neo Geo Cup 98. Nói chung là mình thì cái series này dạo gần đây của mình không có nhiều người xem lắm. Nhưng mà nói chung là có một bạn tỏ ra là khá là thích video của mình. Và như mình đã nói thì một view mình cũng làm các bạn ha. Miễn là các bạn thích thì mình luôn sẵn lòng đáp ứng. Rồi thì nói chung là cái tựa game này thì nó cũng khá là cũ, là từ năm 98. Bây giờ là bữa giờ có hai bạn bình luận khá nhiều trên cái video này của mình. Thì một bạn mình không nhớ tên thì bạn ấy nói là mình đá ăn rùa cũng hơi nhiều. Tại vì thường là đá phát đầu bật ra, phát sau mới là ăn. Hoặc là phát sau nữa. Thì nói chung là tại cái cơ chế game nó vậy, với lại mình nói rồi cái game này nó thiếu nhiều lắm. Tại nó hồi năm 98 mà bản thân cái game này á, cái file mà mình tải về để chơi nó cũng chỉ nặng có khoảng 20 MB thôi. Trời, làm sao mà so nó với mấy con game khác được. Ngay cả cái con Fred 2000 hình như là nó cũng nặng, nó cũng gần đầy một cái đĩa CD ngày xưa mình chơi trên PS1, tức là nó cũng phải nặng cầu 700-800 MB rồi. Thì đấy, mình không nhớ rõ dung lượng, như tại lâu nó rồi mình cũng không có dùng cái giả lập PS1. Thì đó, nói chung là dẫu sao thì vẫn cảm ơn cái sự ủng hộ của các bạn ha. Rồi bữa nay mình sẽ đưa chú Đạt trở lại và mình sẽ đưa cho đội bóng xứ Hương Cảng vào tới tận World Cup luôn. Ok. Rồi chúng ta vào nào. Nói chung là tại nhiều bạn hỏi mình là sao mình không có thay đổi cái đội hình, hay là thay cái thời game này nó không cho thôi các bạn ạ. Hay là thay đổi cái bút, có thể nó các bạn thấy là nó có bút có gì, tại vì mình quen chơi kiểu cân bằng, chơi cái kiểu mà bất cân bằng thì mình không có quen. Với đội hình 4-2 bữa giờ mình đá nhiều rồi, có bạn thì nói là mình chơi đội hình 4-3 hạp hơn, là thật ra mình chả biết đội hình nào, đội hình nào đâu. Thì cho nên là cứ chơi lại thôi. Đó, thành ra giờ bút cho full nguyên team, ok. Rồi ok, chúng ta đã vào World Cup rồi, hình như World Cup rồi nó phải nhiều hơn. Rồi ok, vừa vô là Hồng Kông rồi, đối đầu với Nhật Bản rồi các bạn. Rồi ok, nói chung là hai cái thế lực này là càng cửa nhau trên phim khá là nhiều. Nói chung là trong khi Hồng Kông thì Nhật thường là cái thế lực mà bị loại đầu tiên các bạn, đặc biệt là khi đánh bài hay là phim có thế lực Võ Chú Lâm hay cái gì đó, nói chung là đủ thứ. Rồi thôi, nói chung là sân khấu của nước nào cũng đã thắng, ok. Wow, rồi ai nhà đưa cái banh đây cho bộ bánh mì đấy. Ây da, chô tay là lấn vô luôn. Ai cho là mình lần này mình chanh bóng với lại người hữu ôn của nó luôn. Rồi ok, nói chung là người đã mang về vinh quang cho Hồng Kông là một người gốc Anh các bạn, tên là bộ bánh mì. Tại vì thật sao là mình phát âm cái chữ này không chuẩn, thành ra thôi mình đổi tiếng Việt mình đọc luôn cho rồi. Rồi một lần nữa bộ bánh mì lại có bóng. Ây da, nhả, ây da, nó bấm đổi, nó mới chịu đổi nữa, gớm khổ. Ôi chà, buồn giỏi thế. Mình đã canh cối thần nhanh qua bên trái rồi, nó vẫn nhảy ra được để nó đá mình. Mình chưa, hầu như chưa đá vô được pha đó lần nào luôn á. Cái cơ chế của con game này nó khá là đa dạng. Mà thường là mình đá vô theo kiểu thường thôi, không có đá vô theo kiểu kia được. Wow, wow, hậu vệ Thái Dương thần nữ ghê thế. Quá, chuyền lại, hú hồn, em tí nữa thua rồi. Mấy ông samurai vào đây đá ghê thiệt. Đây là cái Nhật là đội thứ hai mà mình chơi các bạn. Trước đó là mình chơi Việt Nam, game này có Việt Nam nha. À, tại mình chơi Việt Nam xong rồi, hôm nay giờ mình qua mình các đội bóng khác. Mà bữa giờ đa phần mình chơi thì đều mà các đội nó dùng đội hình 4-4-2 hết. Thì thật ra mình cũng không biết giá trị của từng đội hình đâu, nó đội hình gì mình đọc tên lên thôi. Ôi trời. Ây giời. Nó ném vào bên phải à. Nhiều lúc mình cũng không hiểu tại sao là nó cố tình nó ném xa cái khung thành, mình đã phải ném gần cái đó. Có chạy. Ấy ấy vô. Mình đánh. Thì hú hồn cũng giết tôi. Đá tiếp. Đúng rồi, chuyền qua nhanh nhanh. Không ăn một trái thôi cũng được, mình không được để gỡ hoài, không đá thì phụ mệt lắm. Ấy trời. Ấy còn hết giờ rồi đừng có ăn chứ. Ờ hay. Ôi giời. Vừa mới vô gián đầu hay là thấy nặng rồi, đúng là chuẩn của World Cup nó khác rồi. Mình thì không biết là cái này nó có phải là nâng cái độ khó lên dần dần hả không. Ồ, cái này là hình như là mới giành vé vô cái gì ta, giành vé vô World Cup thôi, còn bây giờ là mới đá vòng loại nè. Ví dụ là mình phải đá với cả ba đội luôn. Đội này là chứ hồi nãy quên coi đội này là đội nào rồi, hình như nó cũng có hiện tên. Bạn nào nhớ đội này là đội nào nói giùm mình, cái cờ này lạ quá mình không nhớ rồi, xin lỗi các bạn. Tại này là cả thế giới đá chung luôn, nhiều nước nó không có nhớ gì khu vực còn nhớ. Chết màu được 42. Đội hình này nó mỏng ở Hàng Công lắm. Trời ơi, Hàng Công có đúng hai đứa thôi.
Rồi ok, nãy là đa phần tập trước là phút trận trước là chỉ có bộ bánh mì là ghi bàn thôi. Để coi lần này ai ghi bàn đây. Nói chung là khả năng cao nhất là ông bộ bánh mì rồi. Sút vào rồi đây nha, sút phát vô liền nha chứ không có rồi phải đá để nó bật rồi mới sút được nữa đâu. Rồi ok. Một chiến công nữa của bộ bánh mì. Kick off. Rồi, ok, vô nào. Ông đó là đội trưởng, cái nào mà nó có tên lên đó là đội trưởng đó, lại quên. Thấy ở xa tính truyền. Rồi ok chuyền. Quên rồi, quên luôn. À trúng. À, trúng chân quên nó bị bật ra, nó đanh này quên nó đau nữa rồi. Không biết mình đang điều khiển thằng nào luôn á. Rồi đây. Cố lên nào. Trên cái bóng chân quá, tại khi mà chúng ta đang giữ banh thì tốc độ sẽ bị chậm lại. Nó phá cái thế của mình. Rồi đứng cái đội đứng vậy sao mà chơi. Ê nguy hiểm. Hay quả kỹ thuật đó hay. Ồ quả dưới à, thanh niên thì không đỡ được. Thiệt, nó còn tự ý đổi nữa trong khi mình đang truy đuổi. Nhiều lúc cơ chế nó hại mình. Hay. Nó dằn banh kinh quá. Vô World Cup rồi nó khác hẳn so với đá khu vực các bạn. Hay à. Rồi xong rồi cũng thắng. Mỗi dáng mỗi trận là thắng một cái thôi. Cũng được đi. Như là thật ra đôi khi đá banh nó hay ở những cái khoảng này nè. Rồi ok, hình như là mình nước còn lại là Hà Lan thì phải. Hà Lan với Đức mình không lầm. Tại cái bảng này nó cũng không có hiển thị tên của đội bóng nữa. Lúc đầu lúc trước khi vô trận mà. Tại thật ra mấy cái cờ thì cũng dễ nhớ. Chẳng qua là gì nhiều quá không nhớ gì cờ này là cờ Hà Lan mình còn nhớ là chứ là màu cam thì thường nó được chia cho Hà Lan rồi. Nên như là tân lóc màu da cam mà các bạn. Mình thì không rõ là hiện tại Hà Lan còn có đá hay hay không, nhưng mà cái thời năm 98 này hình như Hà Lan đá không kinh lắm. Ôi trời, có quả đó nó chùi ngã cầu thủ của mình. Nhưng mà Hà Lan này là có cầu thủ nhập tịch nha các bạn. Người da đen ấy. Mà thật ra cũng bình thường ở cái nước châu Âu thôi. Rồi đây, sút. Wow. Goal hay. Rồi. Hình như là bữa mình thấy tập trước hình như bạn Trúc Anh có nhắn mình là Ronaldo đang đá nữa rồi phải. Anh có coi đâu em. Nói chung là giờ Ronaldo có đang đá thì cũng vậy thôi, nhưng là anh không có coi đá banh em nha. Rồi đây, một bộ bánh mì nữa. Sút. Quả đó thì đương nhiên là có vô, sút trực diện, goal nó dễ đỡ lắm. Sút nữa. Wow, hay. Goal nó nhảy qua đó là dở. Mình đá lọn ở dưới các bạn. Cái pha đó thằng Quân mình nhảy mà nó nhảy thì nó chạy ra nó cản cái banh luôn là được. Rồi ok, bàn thắng đầu tiên của Lugi các bạn. Rồi vâng. Nếu người ghi bàn cho đội tuyển Hồng Kông nhiều nhất, một ông người gốc Anh, một ông thì hình như người gốc Ý hay sao ấy. Anh được con cháu Hòa Hạ nhưng mà toàn thấy cầu thủ ngoại, nếu là những người mà vốn không phải là gốc ở Trung Quốc ấy. Ờ, gì vậy? Quân mình sao vậy? Này chắc không phải đệ tử của Tay Sắt rồi các bạn. Không phải là truyền nhân của Trịnh Quốc Khôn rồi. Rồi thì thôi, không phải Tay Sắt thì thôi, cũng không cần phải dùng tới tỏa hầu cầm nã thủ để chơi đâu. Thì hàng tông mình ngon như hàng thủ tào lao ấy, như là xuống nữa. Rồi ăn pha đó coi như giả bộ cho nó vô đi. Goal mình tự nhiên pha đánh cái banh trúng tay nó bật ra nó ứng yên luôn. Ai đây? Lại là Luigi. Luigi đang cố gắng gỡ lại các bạn. Nãy giờ bộ bánh mì lập công nhiều quá rồi. Hai ông này là càng cửa nhau để coi ai là vua bàn thắng đó mà. Rồi chơi. Ôi chà. Ê nó đang thắng công, nó đang thắng công. Ôi chà, vũ hồn gì đó tôi. Ném bia. Ây da, nguy hiểm quá. Ủa nó ném về, nó ném lợi cho mình mà. Nguy hiểm. À, chụp được thì tốt. Tưởng ông chụp hụt nữa, ông bán độ là tôi cho ông đợi nhá. Gì chứ là mấy ông xã hội đen Hồng Kông mà nổi tiếng nha. Tôi tào lao phi giao cho ông Tâm Hoàng bây giờ đó. Rồi xong.
nước nào đó mình không nhớ, không biết là Mỹ hay Đức nữa, cái cờ này quen quen mà lạ lạ không nhớ, xin lỗi các bạn. Nó hiện tên lên thì mình còn nhớ, nhưng mà không hiện không nhớ đâu. Rồi chuyển lên, hình như là Mỹ chứ không phải Đức các bạn, hình như mình nhầm cái tay, hình như cờ Đức mà ngang nhiều cái nghĩa cho nó chạy cái cờ tương tự nha. Quả này là thôi coi như mình ăn hên các bạn ha, tại vì thằng ngu nó đỡ được mà chẳng qua là nó tung ra cái vô mình vô không làm thôi, phải mình đã hay thôi. Rồi ok, một lần nữa chiến công của Luigi các bạn, ông này ghi được 3 bàn rồi. Rồi ok, mà ông gốc Anh ông gốc Ý ha. Rồi vô vô rồi chơi rồi đây, tốt hai sút, quả đó sút xa đó các bạn, tại mình sút xa nhất có thể là nó không có gì, nó không cho mình chơi như là bên Prep 2000, bên Prep 2000 nó cho phép vì những đoạn sút xa hơn thôi. Rồi đây sút hay, quả đó bữa mình xuống thì nó bị dội một dọc, nhưng mà lần này vô rồi các bạn. Còn... rồi ok, bàn thắng đầu tiên của Coca-Co, ông này lâu lâu mới thấy ổng ghi bàn hả các bạn, ông tên là Coca-Co nha, tên Coca-Cola mới sợ, mà ông đó hình như gốc Nhật thì phải, tại tên nghe không giống người Trung Quốc thế nào cả. Ví dụ là ông gốc Anh, ông gốc Nhật, ông gốc Ý. Cái đội bóng Hồng Kông đúng là quá trời. Rồi ok, Nikos ghi bàn thôi, kệ cho nó ghi lại bàn đi các bạn, dẫu sao giờ còn nhiều mà. Ê, bữa nay ráng chơi ba trái luôn cũng được. Bộ bánh mì vừa tung một kiểu kỹ thuật đó các bạn, nó lừa cho banh quá. Ây da. Sút. Rồi lần này nó rút kinh nghiệm nó đỡ được rồi. Ây da. Chuyên, trời, nó lấy thân mình nó cản banh luôn mọi ơi. Quả đó đau chứ không phải là không đau đâu. Ây da. Hey, bình tĩnh. Wow, nó phản công. Wow, hay. Rồi, ok, dán này đá hay nè, đội tuyển nè. Coi như là tranh vô vòng tứ kết rồi các bạn. Hai quả nữa. Ai là người với bà đây, hình như là Luigi vậy. Dễ là ông này lắm. Ông cô hình như ổng là trung vệ thôi, thành ra là ổng ít khi nào ghi bàn nữa. Một là bánh mì, hai là ông Luigi thôi. Đó, rồi xong. Giờ chuyện cái hết giờ luôn, chịu rồi. Ok, mình thắng các bạn. Rồi ok, bây giờ là nó như là top game, tức là vòng số 3 đúng không? Rồi ok, nhưng bây giờ vô tứ kết nè. Cái này là tứ, ở đáy Nhật nữa hả? Ồ, Nhật phá là chơi lại ha. Ok, vậy là bữa nay được đáy Nhật 2 lần các bạn. Mình gặp lại nhau ở ở vòng tứ kết rồi. Ok, vậy cũng hay. Chuyền rồi, mở bóng xuống chẳng lên sút, quả đó dễ đỡ rồi, trời ơi nó đỡ cái thằng ở dưới mình coi như mình đang nhắm cái đường ở trên. Wow, nó chuyền kinh thế. Rồi chuyền xuống cho bộ bánh mì nào, sút quên giỏi, với lại tại cú đó là đá mà trực diện mà khó đâu có vô lắm, đa phần là phải sút chéo chéo một tí nó mới dễ ăn. Đội trưởng đúng rồi, hay quá, đội trưởng. Trời ơi, hai cái thằng kia à, hai hú hồn. Tôi mấy tí nữa mình chửi mấy thằng hậu vệ ngu rồi. Nó ra nó không hề đứng, nó cản banh giùm mình vậy trơn. Nó cứ đi từ từ, không biết nó đi nó làm cái gì luôn. Sút vào hay. Rồi, một bàn thắng cho Luigi, ổng ghi 5 bàn rồi các bạn. Bắt đầu ban đầu là ông bộ bánh mì ổng làm bàn, bây giờ nãy giờ toàn Luigi ghi bàn thôi. Rồi đây. Ê trời ơi.
mình đang đứng chuyền xa thì cái thằng kia nó lại đứng ngay đó, nó làm mình thành cái đường chuyền gần. Ông đó đội trưởng mà báo quá. Ôi trời, quả đó chùi hụt. Ê, 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 coi chứ. Ồ, hay rồi, ok. Hay vô là một pha ghi bàn quá tuyệt vời của Nakatani các bạn. Như là hậu vệ của Thái Dương Thần Nữ thì đâu có vừa. Suốt quả đó trực diện khó vô. Ôi trời, nó đỏ thời gian rồi, lẹ lên mấy ông, đừng để đá hiệp phụ chứ. Rồi đây chuyện hay quá ông này hả. Ai suốt ồ gây áp lực không thành nào. Suốt vào hay quá, một bánh mì ơi, chưa hết giờ rồi, hay quá, làm sao mà nó gỡ được nữa. Một pha ghi bàn quá tuyệt vời của ông bộ bánh mì các bạn. Ông này nãy giờ mới ghi được có 3 bàn à, ông lui ghi 5 bàn rồi các bạn. Rồi xong, chuyện đã hết giờ, y chang nãy. Để ra vu các bạn, để ra vu. Rồi ok, một lần nữa chúng ta đã đánh bại được hậu vệ của Thái Dương Thần Nữ. Tất nhiên là thường chuyện này chỉ xảy ra ở trong phim của Hồng Kông thôi. Rồi chúng ta đá với một cái nước nào đó, à đá với Italy các bạn. Rồi ok, vậy là giờ hồi nãy là Coco có dịp đối mặt với đồng hương của mình, mặc dù là không nhiều lắm, còn lần này là ông Luigi là ổng có gì phải đấu với lại đồng hương của ổng rồi đây. Rồi đấu với lại hậu vệ của đế quốc La Mã, tức là hậu nhân của đế quốc La Mã. Ê trời, La Mã mà chơi gạt giò kinh thế, La Mã là phải chơi phòng thủ chứ. Thế là quân đoàn Lê Dương với lại ê trời, hay, quân hay phải là chơi phòng ngự chứ, quân đoàn Lê Dương với đội hình Stetudo chứ danh chứ. Rồi ok ok, từ đang lùi đúng rồi, được pha đó chuyền hơi dở, chuyền kéo xíu xuống mới được. Ê trời, giữ banh ghê vậy, nó gạt mình được hai lần luôn mọi ơi. Ê nguy hiểm, vui chạy đó. Ờ đó, nhiễm vui nhiễm được, cái vui nó nghiêng là dở rồi. Ê có chứ, có chứ, hay rồi, lần này vui mình giỏi nè, chắc là mấy lần trước ngáo quá rồi bị kỷ luật hoặc là đang biểu tình công gì trả lương không đủ mà giờ được trả lương đủ rồi nè, giờ đá là có lực ngay đó. Nhưng mà chắc là vấn đề tiền nong thôi các bạn ơi, hoặc là chắc là phải chia tiền thưởng cho huấn luyện viên sao, đang cay đang bất mãn cho nên là cố tình đứng yên đó. Chứ quân mình quân giỏi mà, đệ tử của quốc khôn mà, biết chơi tỏ hầu cầm nã thủ mà. Họ suốt quả đó thầy, chút nữa hay quân hay. Thôi nhớ là lần này mình đừng đối phó với thằng quân hay các bạn, thủ môn mày giỏi á. Ôi trời, hay sút, sút nữa, ôi trời, ủa ghê vậy, sút tiếp, quá đỉnh các bạn. Rồi hết giờ luôn. Một pha ghi bàn nữa của Luigi các bạn. Rồi ok, nói chung dẫu sao thì anh ấy đã là người Hồng Kông rồi, không còn là người Ý nữa, thành ra cái việc mà ông ấy lập công cho Hồng Kông là chuyện bình thường thôi. Ủa nhưng mà thầy bắt xe cũng phải làm hết mình, dù là đội tuyển chúng ta đá là của Hàn Quốc chứ đúng không nào. Rồi ok, Hồng Kông đá với Brazil, trời ơi cái này hơi khô nha. Rồi ok, chúng ta đá với Ronaldo hả các bạn. Rồi mà Ronaldo này là Ronaldo da đen nha, chứ không phải Ronaldo da trắng rồi á. Rồi vô các bạn, dựng lên nữa, suốt. Trời, cái ông Brazil thì nó da đen nhiều mà nhờ vậy cái nó khỏe lắm các bạn. À, hay, trời ơi, một pha quá hay của bộ bánh mì, dù là không vô gì chứ tạt góc là chuyện chuyên môn của mình rồi. Cái gì chứ đừng để một ngày xưa mình chơi Red 2000 thích nhất là cho chạy qua bên góc rồi bấm o cho nó đá xuống, rồi sau đó bấm vuông cho nó hơn nó đội đầu, mặc dù là có tỷ lệ vô thôi nhưng mà
cái pha đó khá là dễ vô các bạn. Đội đầu là móc ít là đội đầu truyền, đấm bấm tròn là đội đầu bổng, còn bấm vuông là đội đầu mà dạng nhắm vô khung thành đó đó. Con lừa ghê vậy sao? Đỉnh trai ơi, nóng quá nổi mụn. Rồi chuyền xuống của anh mày ơi. Này, một thanh niên nào đó rất lại giữ banh và bị chùi phá thì ngã sổng xoài rồi. Rồi chuyền lên cho bọn mì gặp bàn nè. Rồi đương nhiên là pha đó hụt rồi, làm sao mà nó vô nổi. Wow, mình đã nó không đổi cho mình, thật ra là cứ mình theo cái quán tính mình chạy thôi. Rồi đây, bọn mì ơi, tiến lên. Này nó qua bên Brad 2000 là mình bấm nút càng nó chạy càng lên rồi. Ây da, dữ dằn quá ta. Rồi đây. Ây da, shoot. Trời, nó lấy thêm chân đỡ banh luôn nội ơi. Shoot. Hay. Trời, dữ dằn quá, chuyên. Rồi, thắng rồi các bạn. Hết giờ rồi. Rồi, thắng rồi các bạn. Vậy là chứ trong lần này chúng ta ghi tổng cộng là 11 bàn thắng các bạn. Rồi, tuyệt vời. Rồi, ok, mỗi chú được thưởng một cái bộ đồ lót của hãng thời trang Tayom ha. Rồi, sau đó là giờ về mỗi chú được thưởng 3 chai, 1 chai nước tương, 1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn, ok. Rồi nói chung là cũng không cần phải chia cho huấn luyện viên đâu, huấn luyện viên có thưởng riêng rồi, hứa huấn luyện viên được thưởng như cầu thủ luôn. Còn nếu mà thanh đó là tôi là huấn luyện viên, tôi lập công lớn thì tôi phải thưởng tôi nhiều thì ok, tặng ông thêm chai coca nữa ok, hoặc là không muốn uống coca thì có Pepsi, muốn 7up đủ cho ông lựa, trà xanh không độ cũng được, nếu mà không thích uống nước ngọt, muốn trà xanh tham khiết gì thì cứ tự nhiên ha. Nhưng mà đừng có bắt vận động viên phải đóng tiền được rồi nó bất mãn nó lại cắn trở lại cho nữa, đừng có trách tại sao nước biển lại mặn ok. Rồi đừng có nói là tại thời của tôi cũng phải đóng tiền huấn luyện viên nha, chơi vậy cũng kỳ lắm ok. Rồi ok, rất vui các bạn ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye, see you again.